Sau này mình chỉ cần 3 tới 4 năm thôi là nước mình trở lại bình thường. A Di Đà Phật, hôm nay chỉ có vậy thôi, xin kính chào tất cả. Sắp sửa đổi khổ. Đêm khuya nghe tiếng nổ nổ hoàn trời, chuyện một đêm khuya ai mau đổ đổ lời rơi, chuyện một đêm khuya nghe tiếng hoan trong sớm nghèo, mái tranh lửa tranh bốc lên ngùng ngục trời cao, bà mẹ đau thương như muối đổ đổ trong lòng, trai giặc ôm con qua những cành cành lầm thong, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào, xót xa và áo trắng hôm nay nhà máu đèo. Con tôi giữa cơn mộng đêm khói biển, ôi thương lời nói tôi từng hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đang cất nhau, bà đạp con lên trên đám cỏ phủ sương mờ, tội gì con ơi khi lứa tuổi tôi còn thơ. Bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu giá lần, hút về lần cuối trước khi ra con suốt đời. Trong chồng nó sẽ đắng chồng, Hà Nội á, nó sẽ có cái bản này. Nó là có câu là thua biển đảo, lúc giờ lúc sập Bắc Hà Đế Kinh á. Thì hai chấm sồ vô Hà Nội thôi là bà mẹ đau thương như muối đổ đổ trong lòng, trai giặc ôm con qua những cành cành lầm thơ, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào, xót xa và áo trắng hôm nay hòa máu đào. Lời nói tôi thành hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đang gặp nhau, bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ, tội gì con ơi khi lứa tuổi tôi còn thơ, bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu giá lạnh, hút về lần cuối trước khi ta còn suốt đời, bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu ra lần vuốt ve lần cuối trước khi ta còn suốt đời. Ok rồi, mời tất cả
hai bên bụng ăn uống